kỷ luật đảng với người đàn ông mạnh tay với nữ nhân viên Gold. Chiều ngày 14 tháng 3, ông Trịnh Cường, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo chi bộ nơi ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, người hành hung nữ nhân viên sân golf khiến nạn nhân phải nhập viện, đang sinh hoạt tiến hành họp để xem xét kỷ luật đảng đối với người này. Theo ông Cường, chi bộ công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng sẽ có kết quả kỷ luật trong 3 tháng này, chiếu theo quy định số 69 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành. Ông Dũng vi phạm điều 54 của quy định là vi phạm quy định về đạo đức nếp sống văn minh. Theo đó, ông Dũng sẽ phải chịu các mức kỷ luật gồm khiển trách và tự nguyện xin thôi chức vụ. Trong trường hợp này là bí thư chi bộ, với lý do không còn đủ uy tín cá nhân, cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ. Cũng theo ông Cường, ông Nguyễn Viết Dũng đã có đơn xin thôi giữ chức bí thư chi bộ gửi Thị ủy thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, Thị ủy sẽ xem xét đơn này sau khi có kết luận về cuộc họp kỷ luật đảng viên của chi bộ nơi ông Dũng sinh hoạt. Trước đó, Thị ủy Điện Bàn đã giao Ủy ban kiểm tra làm việc với cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng và chi bộ đảng công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng nơi ông Dũng đang giữ chức bí thư để xem xét vụ việc, tính chất, mức độ, từ đó xem xét xử lý theo đúng quy định, quy trình của đảng. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.